Hello luôn, xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục chơi trò câu cá nha. Fishing Planet. Continue play game Fishing Planet. Hôm mình tiếp tục ấy nha các bạn, kiếm tiền với XP nha. Chưa làm mission đâu. Mission là khoan ha, để lấy tiền bù lại ha. Chạy vô dính 20 ngàn đó. Vô câu được có mấy chục ngàn, 60 ngàn. Tính ra cũng không có lời nhiều. Cái nữa nha, đứt dây câu mình cũng đứt nữ 3 lần 4 lần rồi đó, còn có nữ này à, đứt nó luôn, nghỉ chơi luôn á. Mình câu giờ này cũng về chiều rồi nha các bạn, có cá ăn đó. Câu chỗ này ngay cái ổ nó luôn á. Cá mà kéo gần tới rồi mà ra dịp đứt lưỡi câu rồi má tức đi nó thiệt chứ, kéo còn 4-5 mét à, rồi má dịp đứt lưỡi câu thiệt đi, thà là nó ở xa xa nó dịp đứt không tức, mẹ dễ kéo tới đây rồi đứt. Ồ được 4 ký mấy à.
cần reo yếu quá trời, câu gì câu đứt lưỡi hoài mẹ. Thứ bảy kia suối mình vô trong cái map này, suối vô xanh rót xanh rót á, suối vô suối vô đây đứt lưỡi hoài luôn mẹ. Nó tiền tình nó mình ở quay mua xe lắc, chỗ đó cá cũng lớn mà farm nó thanh bay cũng có tiền cũng có kinh nghiệm mẹ. Vô đây thì cũng có nó thanh bay thôi chứ gì, mà mấy con này á nó lớn lắm, lớn hơn mấy con kia, con này nó làm đứt lưỡi hơn nữa mẹ. Nó tao đi đi hoài trời. Game này làm cũng là ngặt nghèo, câu trong bụi thì khả năng dính cao hơn, mà câu trong bụi dính li li quá, tao li li dính bụi cây gốc cây dính lum hết trơn à, câu bên ngoài thì ít ăn hơn, nghe tốn thời gian cũng ngang ngửa nhau. Rồi không có rồi liền mẹ nó. Qua giờ mình câu dính hai con tôm rồi nha các bạn. Má lo con lo cái khó credit á, không có lưu lại được. Bốn cái cá mà câu cực khổ quá vậy. Được thấy chưa? Mẹ quá tao li li nữa. Rút. Con này thử coi.
chạy vòng đi kiếm chỗ mà câu mà không có con nào hết mẹ. Đi giáp cái hồ đó nha. Hồ này nó đẹp cái gì đâu ha, cây xung quanh đồ má, cây cối hoa cỏ đầy đủ hết, không thiếu gì chăng. À, đồ má mua rút nữa anh chán kìa mẹ nó. Nữa gì vậy? Về chuyến này mình sẽ đắp lại cần câu, mua cần câu bự đi. À, câu nhỏ quá trời, câu gì tích lửa không. Cảnh đẹp ha. Bây giờ ban đêm rồi đó các bạn ơi. À có rồi đó, à vậy nè. Đồng má đừng có đứt nữa đừng con cái. Hoài. Trăng đông đất, cuộc đông đất hả? Cái hả? Đấy mà cái con kia. Trăng đông đất, cuộc đông đất, cuộc đông đất. Rồi đi chơi. Đây lựu dục đưa đây cho ba.
lên cho ba. Thôi nè. Đồ má tới sáng bên không chịu lên. Bó tay. Đồ má con cá này cặc. Nó lồn mẹ mày. Thêm một kỳ 8 cái mấy mà làm dữ vậy. Oh my man. Mẹ. Mẹ. Thêm một kỳ. Rồi, ok. Hai độ C, chán vậy. Thank you.
rồi, trời ơi trời, kỳ vậy. Mẹ thiệt tình. Bãi này có, mình sẽ ở đây mình câu luôn nha các bạn. Đấy, hai độ thì đã sao? Vẫn có nha. Ngay cái hóc bót của nó rồi là nó có thôi. À, đụng mạng ngay lúc coi ấy mà đi. Trời ơi, đụng má thiệt tức không? Ngay cái lúc mà mình câu ấy thì nó lại dính. Mẹ. Thiệt chứ. Vừa xong chụp câu cái nó xảy à, còn cái cần kia nó nhấn nút hai không chịu, còn phải để nguyên lại nữa. Để lại ngay ngắn đàng hoàng nữa. À, vậy chụp cần câu thứ hai đi, đụng mẹ còn để lại cần câu ngay ngắn đàng hoàng lại nữa. Game này chó rẻ không? Tức điên luôn chứ. Mẹ nó chảy con cá à. À, dính nữa các bạn mà đừng có bị gì nhé, tôi còn có một lưỡi câu đó, trời ơi trời, còn cái lưỡi câu này nữa rồi đó.
đây. Oh, Musky phải mấy thua con nãy. Lắm chết mẹ dây uống mấy à mẹ thì chết mẹ à dây con hết dây. Đúng rồi. Cái này mắc quá đồ má thằng năm tám trăm mấy luôn. Thôi để Đức Đức Lữ vô mua mẹ ơi. Cắt tiền buôn. Đồ má, cái ổ nó nhạy ghê nha. Xuống là dính, xuống là dính. Xuống lử là dính, xuống lử là dính. Nhạy ghê đi. Đồ má. Oh, what the fuck. Mẹ, thôi mà nè, thôi đi. Đừng nghe. Trời, cái cần của tôi còn 49. What the fuck. Con này đã được cơ mà à, kiếm cái cần mà to kéo cho nó đã. Kiếm cái cần cho nó câu mấy chục ký, 30 ký à, kéo mấy con này cho nó đã. Yếu quá đi câu mấy này tức. Mẹ à, sảy tức. Lên luôn.
cũng ghi máy mà nó kéo ra cần vậy đó. Thấy chưa, cứ vậy hoài thôi. Trời ơi, chỗ này thì có cái câu này đi. À, trời. Ta lê lê lét luôn à. Đường chụp. Đường chụp. Mấy chị gần. Mấy chị gần. Chế mò chấm sặc, chế mò chấm sặc. Này cơ, lấm lên cho ba.
Xe đâu? Xe con đâu? Xe đâu? Xe con đâu? Nào. Thank you.